Chót vót thì thố thì cao, nhưng trong lớp thì chỉ có trung bình. Sao lại kỳ, chuyện thấy nghi nghi. Thi đại học đâu phải thi chơi, em không khá giỏi nhưng em đã lọt vào trong top 10. Thi thố năm nay lao đao bởi vì bàn tay ai pha. Nâng điểm học sinh sao chẳng nghĩ gì, hầu quá khôn lường. Bông học trò mầm mống tương lai, bao nhọc nhằn gian khổ lo chăm. Ai hơn nấy đậu, ai thua nấy chịu, để em quyết định. Ai làm sai gây rối hoang mang, phụ huynh buồn vui ai ngờ. Tay người phù phép nhiều học sinh không lóc như mưa, vì đâu nào có biết gì sự tình em có hay gì. Đang đứng trên cao nhưng khi chấm lại thì ôi thôi thấp. Toán lý nhiều em nâng tận 8 điểm thành 9 to tròn. Chưa kịp mừng điểm số còn cao, nay lại phải lo sợ lao đao. Khi bên giáo dục xin công bố lại giải sai điểm rồi. Chót vót thì thố thì cao, nhưng trong lớp thì chỉ có trung bình. Sao lại kỳ, chuyện thấy nghi nghi. Thi đại học đâu phải thi chơi, em không khá giỏi nhưng em đã lọt vào trong top 10. Thi thố năm nay lao đao bởi vì bàn tay ai pha. Nâng điểm học sinh sao chẳng nghĩ gì, hầu quá khôn lường. Bông học trò mầm mống tương lai, bao nhọc nhằn gian khổ lo chăm. Ai hơn nấy đậu, ai thua nấy chịu, để em quyết định. Ai làm sai gây rối hoang mang, phụ huynh buồn vui ai ngờ. Do bàn tay người phù phép nhiều học sinh không lóc như mưa, vì đâu nào có biết gì sự tình em có hay gì. Đang đứng trên cao nhưng khi chấm lại thì ôi thôi thấp. Toán lý nhiều em nâng tận 8 điểm thành 9 to tròn. Chưa kịp mừng điểm số còn cao, nay lại phải lo sợ lao đao. Khi bên giáo dục xin công bố lại giảng sai điểm rồi. Chưa kịp mừng điểm số còn cao, nay lại phải lo sợ lao đao. Khi bên giáo dục xin công bố lại giảng sai điểm rồi.